Hey, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với Motion ATM và xin chúc mừng tất cả các anh em đã theo cái lệnh của mình đã share trong các video trước. Anh em có thể nhấn vào nút chữ Y để xem lại các cái lệnh mình đã share, và trong đó thì có hai lệnh đã đang có lợi nhuận rất là tốt hơn. Như anh em thấy được đây, cái lệnh Long Bitcoin Cash theo cái setup Insider tiếp diễn xu hướng tăng của Bitcoin Cash trên H4 này, chúng ta đang có được là 1,91 rồi, lợi nhuận tương ứng với lại là 36 giá, là tương ứng với 12,41% chưa tính phần bảy ha. Và cái lệnh này mình đã có share trong video cũng như là cái channel VIP của team mình. Anh em có thể tham gia được cái channel VIP của team mình ở trên Telegram bằng cách là search icon Merchant ATM Enter thì nó sẽ ra một cái kênh channel của team mình ha. Trên đây thì team mình sẽ cập nhật cho anh em và hướng dẫn anh em vào channel VIP của team mình để nhận được các cái signal chất lượng ha. Và cái video như ngày hôm nay thì mình có là video có với chủ đề là Bitcoin đang vào vùng cản và có nên mua Bitcoin ngay thời điểm hiện tại hay là không. Và nếu đây là lần đầu tiên mình đang biết đến Merchant ATM thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không in cho lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta sẽ là bắt đầu chúng ta cập nhật tình hình giá của Bitcoin ở trên video TradingView. Đây là cái video ở sàn Binance anh em. Ok, và anh em có thể thấy là Bitcoin hiện tại nó đang ở trong một xu hướng tăng này, ở trên không H4 cũng như là không daily, là không ngày á, thì nó cũng đã đang là một trong số một xu hướng tăng ha. Không ngày thì bởi vì không có gì nổi bật, nó đã phá được cái vùng kháng cự cũ, là cái vùng đỉnh cũ trước đó. Nó đi qua được hai cái đỉnh trước đó và nó đã quay về, nó retest bằng một cái râu nến phía dưới này, là một cái nến flash dump. Và hiện tại thì nó cũng đang tiến lên cái vùng cung, được gọi là cái vùng cung của cái nến Flash này ha. Nó hiện tại là phe bò nó đang tiến lên, nó đang dần nó chinh phục được cái vùng cung, cũng như là nó có thể là nó phá đỉnh của cái nến nick Flash này ở mức giá cao nhất là 12.123 đô, trong có thể là trong tuần này hoặc là cuối tuần này anh em. Ok, và như không H4 thì chúng ta có thể thấy được là ngoài cái vùng vùng hỗ trợ này, vùng vùng đỉnh cũ là trên không daily, chúng ta có thể kể được cái phim mất các mốc Fibonacci để chúng ta canh nó hồi về, chúng ta sẽ long lên tiếp ha. Long theo xu hướng thuận, theo xu hướng của Bitcoin, không chúng ta không cản tàu ha anh em. Chúng ta sẽ dùng Fibonacci, mình sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng luôn Fibonacci retracement cũng như là Fibonacci thoái lui ha. Chúng ta đo thì cái nến cái lực mạnh bắt đầu có cái xu hướng tăng của Bitcoin trước đó. Đây là cái nến này, ở đây là chúng ta sẽ đo được một cái nến, ở đây là một. Vậy để đo cái này chúng ta để đo để chúng ta xác định cái vùng hợp lưu của nó ha. Cái nến này ở trong một xu hướng tăng như thế này, con sóng tăng này, chúng ta có được một cái nến này nữa. Đây là một hai cái nến ha, hai cái fibo mà vẽ, chúng ta có được hai vùng này. Hiện tại chúng ta có được cái vùng này, nó trùng lại nhau, nó đè lên nhau, chứng tỏ đây là cái vùng hợp lưu. Đây là cái móc fibo 0.5 và 0.618 của nó đè lên nhau ở vùng 10.600 đô ha. Và ở đây cũng có một vùng, nó là cái vùng hỗ trợ, nó hợp lưu với cái vùng hỗ trợ trước đó. Anh em thấy là giá nó bật lên, nó hồi về cái vùng đúng cái vùng này và nó bật lên lại, và giá nó tiếp tục nó hồi về cái vùng này và nó bật lên ha. Ok, và ở đây chúng ta có được, sau khi vẽ Fibonacci á, chúng ta có được hai cái vùng này, chúng ta được canh mua ha, canh mua lại ở các cái vùng này chứ chứ không không mua ngay tại các vùng hiện tại nha anh em. Bởi vì chúng ta thấy là Bitcoin nó đang tiến lên cái vùng kháng cự cũng là cái vùng cản trước đó. Nếu chúng ta mua tại cái vùng này thì nó cái khả năng mà chúng ta đu đỉnh thì nó rất là cao hơn. Như hiện tại chúng ta thấy là hiện tại chúng ta có được cái vùng kháng cự phía trên này là vùng 12.000, nếu chúng ta vẽ đúng thì nó sẽ là cái vùng 11.996 cho đến 12.123. Ok, và nếu nó phá được cái vùng kháng cự này á, thì chúng ta sẽ canh, chúng ta long ở các cái điểm pullback của nó khi mà nó phá hơn. Nếu mà nó phá thì chúng ta sẽ long khi mà nó pullback lại, là nó quay về, nó retest cái vùng hỗ trợ này, cái vùng kháng cự mà sau khi mà nó bị phá thì nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ anh em. Cho nên chúng ta sẽ canh buy tiếp khi mà nó quay về, nó retest. Ok, và đó là cái kịch bản mà mình sẽ cho anh em ở trên không H4 à. Ok, nếu nếu mà nó hồi về các vùng phía dưới này chúng ta sẽ vẫn có thể long lên anh em, long theo xu hướng mà nếu nó hình thành setup tăng giá. Tiếp theo là cái đồng Ethereum này. Ethereum mình em thấy được là khi mà nó trên không H4 thì nó
nó đã tăng rất là mạnh, nó chưa hồi về lần nào cả, nó hồi về đúng cái vùng mà Fibo trước đó mình có kể ở trong video trước, và nó hồi về và hiện tại nó đang bung rất là mạnh và nó đã phá được cái đường trendline, đường trendline giảm của cái đồng Ethereum này trên con H4, và nó quay về nó retest một lần này. Anh em thấy là nó đóng nấy phía trên cái vùng trendline, đường trendline này ha, sau đó nó quay về nó retest cái đường trendline là một cái râu nấy, sau đó hiện tại nó đang đang mức giá sideways này. Và ở đây thì chúng ta có được một cái setup, đó là setup về kỳ tăng giá ngay tại đây. Nhưng mà cái setup về kỳ tăng giá này á, nó đang nằm ở cái vùng mà đỉnh kháng cự của Ethereum luôn, cho nên chúng ta sẽ không không mua theo cái setup này không. Anh em thấy là cái model 3 này bao bọc tất cả cái Insta 3 phía trong. Cái nến cuối cùng là cái nến này nó phá vỡ xuống, nó phá khỏi cái nến mẹ này, được gọi là setup fakie. Nó đóng nến là một hình nến tăng giá ở bên ba tăng, đây là một cái setup fakie tăng nhưng mà nó xuất hiện ở vùng kháng cự, cho nên chúng ta không có long ở cái setup này ha nên. Ok, và cái kèo trước đó là cái kèo Bitcoin á, chúng ta vẫn đang gồng ha, gồng cái kèo này hiện tại đã đang có hơn là 2R lợi nhuận, đang có hơn 2,12R lợi nhuận ha. Và hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục có một cái kèo là Bitcoin Cash, mình đã cho lên em long theo cái setup Insta3 tiếp diễn xu hướng, và sau ngay sau đó thì nó cũng có setup fakie tăng ngay tại cái vùng hỗ trợ, cái vùng hợp lưu của Bitcoin Cash, cho nên anh em có thể thấy là tối qua nó đã bùng rất là mạnh, nó bùng một cái đáy full lực với 24,61 giá, tương ứng với lại 8,48% chưa tính bằng 7 ha, với cái khối lượng volume nó cũng khá là cao này. Nó break khỏi cái vùng giá sideways, nó đi ngang của cái đồng Bitcoin này, Bitcoin Cash này, và nó cũng đã kịp quay trở về, nó retest bằng một cái thanh nến đỏ này ha, cái nến giảm này nó retest bằng một cái râu nến đúng chạm đúng vào cái đỉnh của cái hộp này, cái cạnh trên của cái hộp này, và nó đã bơm lên lại rồi. Và cái kèo này là chúng ta đang có lợi nhuận là 1,91% lợi nhuận ha anh, tương ứng với 12,41% chưa tính đồng 7, nếu anh em sử dụng đồng 70 là được 124% rồi. Ok, và chúng ta hiện tại cái khả năng mà Bitcoin Cash mà mình nghĩ là nó khả năng mà nó sẽ phá cái đỉnh cũ của nó ở cuối tuần này, ở cuối tuần trước là 33,338 đô, khá là cao, cho nên mình đã dời cái điểm take profit lên 3R lợi nhuận rồi ha, và mình đã dời cái điểm stop loss lên cái điểm entry rồi ha anh em. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay ngày 7 tháng 8 đến đây kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia group Merchant ATM thì hãy scan mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trên Telegram bằng cách là search a cộng Merchant ATM để tham gia nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.